mẹ và con đến với buổi học đầu tiên ngày hôm nay. Hôm nay các ba mẹ và các con sẽ được học những khái niệm hoàn toàn mới trong tiếng Anh. Khái niệm tất cả các âm tiết trong tiếng Anh khác hoàn toàn với các âm tiết ở trong tiếng Việt. Chúng ta hay gọi chữ A hay âm A được, nhưng chúng ta không thể gọi chữ A hay âm A được. Cùng ký tự A nhưng không thể gọi là chữ A hoặc âm A, mà chữ cái là A, mà khi phiên âm ra thì có thể thành âm A trong từ cat hoặc là âm a trong từ car. Chúng ta thấy được rất rất nhiều cách đọc trong một chữ, vì vậy chúng ta sẽ làm quen với các cách đọc phiên âm trong tiếng Anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với âm đầu tiên, đó chính là âm b. Âm b này khác hoàn toàn so với âm b trong tiếng Việt. Đây là một âm bật hơi và âm hữu thanh. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với khái niệm thế nào là âm bật hơi, thế nào là âm hữu thanh. Và trong buổi học ngày hôm nay thì các ba mẹ sẽ làm quen với khái niệm các chữ cái trong tiếng Anh hoàn toàn mới. Các ba mẹ nhớ nhé, đây mới chính là key để giúp cho các con phát âm chuẩn và học giỏi tiếng Anh. Nếu như các con không hiểu, không nắm được thì học tiếng Anh gần như sẽ không có tác dụng gì cả. Âm b là âm bật hơi, và chúng ta sẽ đi luôn đến khái niệm thế nào là âm bật hơi. Âm bật hơi là âm mà chúng ta sẽ nén luồng hơi lại và bật ra. Nếu như để tay trước miệng thì chúng ta sẽ thấy luồng hơi mạnh đi vào tay. B, b, b. Nếu như các ba mẹ cảm nhận được luồng hơi mạnh đi vào tay của chúng ta thì chúng ta đã phát âm đúng âm bật hơi. Còn âm bờ trong tiếng Việt chúng ta phải để tay sát vào miệng mới thấy cái luồng hơi nhẹ. Còn để tay ra xa thì chúng ta không thấy luồng hơi nhiều. Và âm bờ trong tiếng Việt không phải là âm bật hơi không mạnh. Còn ở trong tiếng Anh phải nén và bật mạnh. Bờ, bờ. Trong video tiếp theo, cô Hà sẽ hướng dẫn các ba mẹ là âm bờ và các từ họ chứa âm bờ, để các ba mẹ và con có thể rèn luyện nhiều hơn và phong phú hơn. Âm bờ là phụ âm. Chúng ta sẽ chia thành phụ âm và nguyên âm. Phụ âm thường thường sẽ đứng trước và nguyên âm thì đứng sau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phụ âm đầu tiên là phụ âm b. Sau khi học xong thì ba mẹ lưu ý, Zoom này là Zoom cô Hà dạy trực tiếp trên lớp rất hiệu quả. Ba mẹ và các con xem lại thì sẽ không được tương tác hiệu quả như trên lớp. Tuy nhiên là chúng ta sẽ nỗ lực liên tục để giúp cho các con tập trung và học video cho hiệu quả. Với trường hợp các bạn chưa có sự tập trung nhiều thì ba mẹ hãy mở lên và cho các con ngồi 5 phút. Các bạn mất tập trung lại dừng cho các bạn 5 phút, sau đó lại quay lại học tiếp. Với các bạn không tập trung thì không thể một âm một ngày được, mà chúng ta sẽ chia ra một âm học trong vòng 2 đến 3 ngày. Nếu các con không tập trung được thì đầu tiên chúng ta phải rèn luyện cho con sự tập trung trước đã. Còn nếu chúng ta chưa cho con tập trung được môn học tiếng Anh thì những môn học khác cũng không thể tập trung được. Thì ngày hôm nay chúng ta làm quen các khái niệm mới trong tiếng Anh cũng là rèn luyện cho các con sự tập trung. Điều này sẽ giúp cho các con không chỉ tập trung vào môn học tiếng Anh mà còn rất nhiều môn học khác. Nó bổ sung rất nhiều các chương trình học ở trên trường, trên lớp của các con. Chúng ta sẽ dồn hết sự tập trung trong vòng thời gian ngắn, sau đó giãn ra học tiếp cho đến khi nào hoàn thành thì thôi. Còn bạn nào đã có sự tập trung sẵn trong những ngày đầu tiên thì chúng ta học luôn được hết video thì rất là tuyệt vời. Sau khi chúng ta học xong video này, mặc dù không được tương tác thì ba mẹ hãy tương tác với con một cách hiệu quả nhất. Các ba mẹ tuyệt đối đừng để con một mình, nếu học một mình gần như không hiệu quả. Chúng ta đã học không được tương tác rồi mà chúng ta để con một mình học thì không thể tập trung được. Muốn tập trung được thì đầu tiên ba mẹ phải ngồi học cùng với con. Muốn con học thì mình cũng phải học trước, đúng không ạ? Mình học trước sau đó kèm cho các con. Và khi cô gọi bất cứ bạn nào thì cứ coi như là cô đang gọi mình, và mình sẽ đọc luôn câu trả lời theo các bạn luôn. Tiết kiệm thời gian và hiệu quả nhất là chúng ta sẽ học ngay cùng với cô, chứ đừng chờ xem xong sau đó chúng ta mới luyện lại thì rất khó và mất thời gian. Thậm chí các bạn có thể dừng lại, nghe lại và luyện cùng cô cho hiệu quả. Khi nào mà nói được giống cô thì chúng ta mới chuyển sang âm mới. Chúng ta luyện làm sao cho âm đó tương đối thì hãy chuyển sang âm khác. Luyện sự tập trung và tương tác. Cô xin nhắc lại là luyện sự tập trung và tương tác với cô. Ví dụ cô ơi, con xin phép đọc bài cùng con âm này âm kia, thì nói nhại theo các bạn luôn. Ba mẹ muốn hiệu quả học luôn theo cô cùng với con. Âm bật hơi và hữu thanh là gì chúng ta cũng không biết thì làm sao có thể nghe và nói được tiếng Anh. Vậy chúng ta quay trở lại với bài đầu tiên. Âm hữu thanh là có âm thanh, chúng ta đọc sẽ làm rung thanh quản. Khi mà chúng ta nói cảm nhận được thanh quản rung lên
các bạn hãy chạm tay vào thanh quản và cảm nhận nội dung. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học âm hữu thanh trước vì nó gần gũi với tiếng Việt và chỉ khác là thêm độ bật hơi. Tiếp theo, để học được hiệu quả thì học kèm với con. Để luyện sự tập trung, tốt nhất là học cùng với con luôn. Vừa mẹ vừa con học được luôn là cách đồng hành tốt nhất. Còn nếu như con tự học được thì ba mẹ cho con học một đoạn, sau đó chạy ra ngoài, sau đó chạy vào và kiểm tra cho con. Nếu như mình nắm được thì kiểm tra luôn cho con. Học xong video thì chúng ta cho con luyện lại luôn. Tải danh sách các từ mới về cho con đọc lại và sau đó gửi lên nhóm cho cô Hà, để các cô sẽ hướng dẫn check âm thưởng sao cho các con, động viên cho các con. Hai là các con sẽ nhận được những phần quà. Bạn nào tích được nhiều sao nhất thì sẽ được những phần quà lớn nhất. Còn lại các bạn có thể nhận được những phần quà tương ứng. Nó sẽ rất rất đặc biệt và cô sẽ gửi thông báo cho tất cả các bà mẹ các con. Còn lại các bạn có thể nhận được phần quà tương ứng. Nó sẽ rất đặc biệt và cô sẽ thông báo gửi quà cho các bà mẹ và các con khi đã hoàn thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bà mẹ và các con trong buổi học ngày hôm sau.